Liệu danh tính 6 huấn luyện viên muốn ngồi ghế nóng đội tuyển Việt Nam? Sau khi huấn luyện viên Philippe Aubameyang thôi chức vụ huấn luyện viên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ở hiện tại, vị trí ghế nóng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều chiến lược gia đến từ các quốc gia khác nhau. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã bắt đầu triển khai kế hoạch tìm thuyền trưởng mới cho bóng đá Việt Nam. Hiện tại, có rất nhiều những huấn luyện viên ngỏ ý muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Một vài người trong số này đã bắt đầu gửi hồ sơ ứng cử tới VFF. Cái tên mới nhất khiến người hâm mộ Việt Nam xôn xao là Roberto Donadoni, cựu huấn luyện viên đội tuyển Italia. Donadoni là một cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Italia. Nhà cầm quân này từng dẫn dắt đội tuyển Italia thay thế cho huấn luyện viên Lippi trong giai đoạn 2006-2008. Dưới sự dẫn dắt của Donadoni, đội tuyển Italia đã vào tứ kết Euro 2008, chỉ chịu thua nhà vô địch Tây Ban Nha trên chấm 11m. Ngoài ra, Donadoni còn có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều câu lạc bộ lớn như Napoli, Cagliari, Parma, Bologna và Thâm Quyến. Ông cũng được xem là cái tên khủng nhất quan tâm tới chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Năm gương mặt còn lại bao gồm Mano Polking, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, Akira Nishino, cựu head trưởng đội tuyển Thái Lan và Nhật Bản, Kim Sang-sik, cựu huấn luyện viên Robert Hyundai Moto, Kim Jo-hun, cựu huấn luyện viên Incheon United và Ulsan Hyundai, và Luisma Hernandez, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Daegu FC-RVS. Trong số này, huấn luyện viên Polking và Nishino không còn lạ gì với người hâm mộ Việt Nam. Hai nhà cầm quân này từng là thuyền trưởng Thái Lan. Trong khi đó, thông tin cá nhân của hai vị chiến lược gia Hàn Quốc cũng rất ấn tượng. Cả sáu nhà cầm quân vừa nhắc đều bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian tới, số lượng ứng viên ứng cử trước ghế thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ còn thêm nhiều cái tên hấp dẫn. Sau khi chốt danh sách sơ bộ, ban chuyên môn của VFF sẽ đánh giá năng lực của từng ứng viên trước khi tư vấn cho lãnh đạo liên đoàn đưa ra quyết định cuối cùng. Tiêu chí của VFF là tìm ra huấn luyện viên phù hợp với văn hóa, hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á và có sự cầu thị trong công việc. Thêm một huấn luyện viên lý lịch khủng muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huyền thoại người Ý Roberto Donadoni ứng cử chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Roberto Donadoni sinh ngày 9 tháng 9 năm 1963 tại Cisano Bergamasco, Italia. Ông trưởng thành từ lò đào tạo Atalanta và có vị trí thi đấu sở trường tiền vệ lệch phải. Roberto Donadoni chuyển sang chơi bóng cho Milan vào năm 1986 với giá 8 triệu euro, con số kỷ lục khi đó. Dưới thời hai vị huấn luyện viên Arrigo Sacchi và Fabio Capello, Donadoni cùng Milan giành 6 chức vô địch Serie A, 3 cúp C1 châu Âu, 4 siêu cúp Italia và 3 siêu cúp châu Âu. Ông trở thành huyền thoại của Milan với tổng cộng 390 trận, ghi 23 bàn thắng và 59 lần kiến tạo và là trụ cột của đội tuyển Italia. Trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1996, với 63 lần góp mặt và 5 bàn thắng. Năm 2022, Roberto Donadoni được đồn đoán sẽ đến dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai thay cho huấn luyện viên Kiatisak, nhưng mọi chuyện sau đó đã không diễn ra như sự mong đợi của các fan đội bóng phố núi. Theo nguồn tin uy tín, huấn luyện viên Roberto Donadoni được cho là đang nhắm đến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, việc tiếp nhận hồ sơ ứng viên mới chỉ là bước ban đầu. Thời gian tới, các ứng viên sẽ phải trình bày với VFF kế hoạch chi tiết cùng đội tuyển Việt Nam trong những năm tiếp theo. Đồng thời, hai bên cũng cần tìm được tiếng nói chung về mức lương. Mức lương dự kiến sẽ tương đương những gì hai người tiền nhiệm Park Hang-seo và Philippe Chaucer từng nhận, trên dưới 50.000 đến 60.000 USD, khoảng 1,2 đến 1,5 tỷ đồng mỗi tháng. Trước đó, hai huấn luyện viên Kim Jo-hun và Kim Sang-sik đã nộp hồ sơ tới VFF để ứng cử vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, VFF hiện tại chưa vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không tìm được ứng viên phù hợp, VFF sẽ tìm huấn luyện viên tạm quyền để dẫn dắt tuyển Việt Nam dự hai trận FIFA Day trong tháng 6. Huấn luyện viên Thanh Hóa tiến cử thầy nội dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Veliza Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa đánh giá bóng đá Việt Nam có nhiều huấn luyện viên nội chất lượng đủ sức dẫn dắt đội tuyển quốc gia thay ông Chaucer. Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt tuyển Việt Nam thay ông Chaucer, huấn luyện viên Veliza Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa cho biết: "Hãy để cầu thủ chúng tôi có tên trong đội tuyển quốc gia thì tốt hơn cho tôi. Khi ở đây làm việc, tôi làm từ việc nhỏ nhất để giúp cho bóng đá Việt Nam. Còn về việc làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, chưa có ai nói với tôi về chuyện này." Chiến lược gia người Bulgari cho rằng bóng đá Việt Nam có nhiều huấn luyện viên đội chất lượng đủ sức dẫn dắt tuyển Việt Nam, tôi giúp đỡ bóng đá Việt Nam và cầu thủ đội, chứ không phải huấn luyện viên ngoại là tốt. Hiện tại tôi thấy Việt Nam có nhiều huấn luyện viên đội chất lượng. Những huấn luyện viên nội hiện nay rất tốt, như huấn luyện viên đội Hải Phòng, Viettel, Bình Dương, Nam Định hay Hoàng Anh Gia Lai. Tôi nghĩ họ xứng đáng có cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Popov sinh năm 1976, người Bulgari. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, ông chơi cho các đội Lokomotiv Lviv, Heba Pazajic và Spartak Lviv, Bulgari, từng dẫn dắt 9 đội bóng khác nhau ở 7 quốc gia khác nhau. Ngoài ra, ông còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Maldives U23 Myanmar tại SEA Games 31. Với câu lạc bộ Thanh Hóa,
huấn luyện viên Popov ghi dấu ấn với lối chơi khoa học, kỷ luật và hiệu quả. Dù không có nhiều ngôi sao, nhưng Thanh Hóa đang là một trong những đội nằm trong nhóm đua vô địch V-League 2023-2024. Theo đánh giá của bình luận viên Quang Huy, huấn luyện viên Popov là người phù hợp ngồi vào ghế nóng ở tuyển Việt Nam khi có chuyên môn tốt, có uy tín và hiểu bóng đá Việt Nam. Đây là những tiêu chí quan trọng của VFF trong cuộc tuyển chọn huấn luyện viên trưởng thay ông Chausseur. Huấn luyện viên ngoại đề xuất ứng viên bất ngờ thay ông Chausseur dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Veliza Popov cho rằng đồng nghiệp Võ Đình Tân xứng đáng có cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dù đang thất nghiệp. Bóng đá Việt Nam hiện tại có nhiều huấn luyện viên nổi tốt, ví dụ như ông Chu Đình Nhiệm của câu lạc bộ Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Thắng của đội Thể Công Viettel, Vũ Hồng Việt của Nam Định, Vũ Tiến Thành của Hoàng Anh Gia Lai hay huấn luyện viên Võ Đình Tân dẫn dắt Khánh Hòa hồi đầu mùa. Họ xứng đáng có cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Veliza Popov phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Thanh Hóa và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau khi huấn luyện viên Philippe Chausseur chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, nhiều nhà cầm quân được liên hệ để thay thế chiến lược gia người Pháp. Nhiều huấn luyện viên tại V-League cũng được nhắc tên, trong số đó có cả Kitty Sack, Veliza Popov hay một vài chuyên gia nội như Chu Đình Nhiệm, Nguyễn Đức Thắng. Sử dụng huấn luyện viên nội tạm quyền trong hai trận đấu vào tháng 6 không phải phương án tồi với VFF. Tôi không chỉ giúp đỡ các cầu thủ nội, tôi còn muốn ủng hộ các huấn luyện viên nội nữa. Không phải cứ huấn luyện viên ngoại thì tốt đâu. Tất nhiên nếu có cơ hội làm việc với những huấn luyện viên ngoại có đẳng cấp, họ sẽ tích lũy thêm được nhiều điều, huấn luyện viên Veliza Popov nói. Nhà cầm quân người Bulgaria cho biết, ông chưa bao giờ nhận được đề nghị nào về việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Do đó, ông không muốn phát biểu nhiều về vấn đề này, chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại ở câu lạc bộ Thanh Hóa. Huấn luyện viên Veliza Popov đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Thanh. Tôi nghĩ mọi người hãy nhắc đến những cầu thủ của tôi xuất hiện trên tuyển. Khi đến Việt Nam làm việc, tôi cố gắng làm những điều tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Mỗi ngày, tôi đều nỗ lực vì mục tiêu đó. Tôi hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều cải thiện trong tương lai, tiếp tục phát triển. Theo tôi đây vẫn là nền bóng đá tốt nhất ở Đông Nam Á. Vấn đề không nằm ở huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, mà vấn đề nằm ở nhiều điều phía sau, huấn luyện viên Popov cho biết. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận lời VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nhiều diễn đàn bóng đá đã đồng loạt đăng tải tin huấn luyện viên Park Hang-seo nhận lời VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam vào sáng nay. Tuy nhiên, thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo nhận lời VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam là sai sự thật. Nhiều trang mạng đang tin giả về huấn luyện viên Park Hang-seo để câu tương tác nhân ngày 1 tháng 4, ngày nói dối. Đây cũng là chuyện thường xuyên diễn ra vào các năm trước. Theo tìm hiểu của Southstar, chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam có đến 99% khả năng không thể xảy ra, bởi các diễn biến xung quanh không có tín hiệu nào trở thành sự thật. Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa muốn trở lại cầm quân, còn Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có thể gửi lời mời đến nhà cầm quân người Hàn Quốc. Với người hâm mộ Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến trong nhiều năm qua. Đông đảo người hâm mộ đang muốn huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam. Họ đã thất vọng quá lớn sau một năm thất bại của huấn luyện viên Chausseur. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có nhiều ứng viên để lựa chọn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Một số nhà cầm quân tên tuổi như huấn luyện viên Roberto Donadoni, cựu huấn luyện viên đội tuyển Ý, huấn luyện viên Kim Sang-sik, cựu huấn luyện viên từng vô địch K-League, huấn luyện viên Kim Jo-hun, huấn luyện viên vô địch FC Champions League. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, ngay sau khi chia tay với huấn luyện viên Philippe Chausseur, thường trực ban chấp hành LDBDN đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam triển khai xây dựng các phương án nhân sự, ban huấn luyện cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia. Đồng thời sớm thông qua hội đồng huấn luyện quốc gia tư vấn cho thường trực ban chấp hành để báo cáo ban chấp hành ra quyết định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông tin. Cuộc chia tay huấn luyện viên Chausseur để lại rất nhiều vấn đề cho bóng đá Việt Nam. Thành tích tuyển Việt Nam gần như chạm đáy với 10 trận thua. Có nguy cơ lớn không thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và rơi tự do trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Việt Nam tìm thuyền trưởng mới và gợi ý của Bầu Đức. VFF phải quan tâm tới những lời gợi ý từ Bầu Đức trong quyết định chọn người dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhất là ông Bầu Phố Núi từng thành công với thỏi vàng dòng Park Hang-seo. Cẩn thận trọng, chính xác. Cuộc chia tay sớm với huấn luyện viên Chausseur sau những thất bại cùng tuyển Việt Nam dù không khiến VFF bị động, nhưng cũng khiến đội ngũ tuyển dụng của Liên đoàn rơi vào thế chẳng dễ dàng trong việc tìm người thay thế. Không dễ vì như đã phân tích mớ hỗn độn mà ông Chausseur để lại khá nhiều, từ thành tích, niềm tin cho tới cả việc áp lực vì cái bóng quá lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo. VFF không thể mắc sai lầm một lần nữa như từng xảy ra với trường hợp chọn huấn luyện viên Chausseur. Do vậy, đòi hỏi ekip của VFF phải vô cùng thận trọng trong việc tìm ra thuyền trưởng mới phù hợp nhất cho tuyển Việt Nam. Càng cần phải tỉnh táo, bởi vào lúc này VFF đang nhận khá nhiều hồ sơ của các ứng viên đến từ nhiều quốc gia. Nền bóng đá phát triển ở cả châu Á lẫn châu Âu với thành tích lẫn lý lịch khá hấp dẫn. Đến lời gợi ý từ Bầu Đức, trong một cuộc phỏng vấn ngay khi tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Indonesia và sớm nói lời chia tay ASEAN Cup 2023, Bầu Đức quả quyết VFF chọn ông Chausseur là sai lầm rất lớn.
Thời điểm đó, ông chủ đội bóng phố đối nhận về nhiều chỉ trích bởi nhận xét trên. Tuy nhiên, tất cả đều thấy phát ngôn từ Bầu Đức không sai và thực tế cũng chứng minh tuyển Việt Nam nhận nhiều thất bại đau đớn buộc ông Chausier sớm nói lời chia tay. Quay lại với phát biểu gây bão sau thất bại tuyển Việt Nam phải nhận trước Indonesia ở ASEAN Cup, Bầu Đức từng nói, tiêu chí chọn huấn luyện viên cho đội tuyển được đặt ra phải là người châu Á vì họ phù hợp với văn hóa lẫn môi trường bóng đá của chúng ta. Phát biểu nói trên là một gợi ý dành cho VFF trong việc tìm kiếm huấn luyện viên dẫn dắt tuyển Việt Nam sắp tới. Và cũng cần nhắc lại, ông Chausier không thành công ngoài chuyên môn, áp lực từ người đi trước thì cũng có nguyên nhân chưa thích nghi được với văn hóa bóng đá Việt Nam. Không thể chọn sai người một lần nữa, nên lúc này VFF bắt buộc cần lắng nghe để đưa ra quyết định chính xác hòng giúp tuyển Việt Nam trở lại con đường chiến thắng.